hiện nay thì công ty chúng ta tham vọng là đi theo cái thể điểm ASEAN, đó là cái bộ tiêu chí mà khó nhất. Để chúng ta đạt được cái thể điểm đấy thì chắc chắn là cái thương hiệu công ty chúng ta rất lớn. Chúng ta định hướng, đây đang gọi là định hướng nha, chứ chưa là cái cuối cùng, để có 6 cái mũi chiến lược. Đầu tiên đấy là cái mũi chiến lược liên quan đến phát triển sản phẩm và các bộ giải pháp dinh dưỡng, vụ logistics đến kinh doanh quốc tế, rồi chế biến nông sản xuất khẩu, sản xuất khí công nghiệp và hóa chất, và sau đấy là dịch vụ bảo dưỡng vận hành. Nhưng mà trong tương lai thì chúng ta sẽ định hình dần một số các cái khu vực, một số các cái nhà phân phối ở nước ngoài mà có thể thiết lập được cái mối quan hệ, thì chúng ta sẽ tham gia sâu hơn các cái mảng kinh doanh quốc tế. TVC FC, Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh, COC. Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến uy tín, thành công và sự phát triển bền vững của PVC FC. Việc ứng dụng Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh vào thực tế công việc hàng ngày sẽ giúp công ty hướng đến những chuẩn mực quản trị cao hơn, giúp đội ngũ nhân sự ứng xử chuyên nghiệp và tốc độ hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVC FC. Dạ, xin được chào đón chính đội chơi đang đến với hoạt động ngày hôm nay. Đội chơi của chúng ta sẽ có những thành viên nào sẽ phụ thuộc vào dây ri băng màu mà các anh chị nhận được. Thế thì ở trò chơi đầu tiên, thử thách đầu tiên mang tên là truyền thông. Điều đầu tiên là các đội phải cam kết là giữ im lặng và không phát ra tiếng. Và với các thành viên trong ban tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng việc truyền thông giữa nội bộ với nhau là một điều hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, việc truyền thông giữa chúng ta với đối tác, với khách hàng và hệ sinh thái của chúng ta là một điều quan trọng hơn nữa. Vậy nên bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta áp dụng tinh thần về việc truyền thông đúng và hiệu quả sẽ như thế nào. Phòng chống quấy rối. Không, quấy rối đội nghị nghi là hai vòng nâng đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thử thách giải Sudoku. Thưa các anh chị, Sudoku là một thử thách mà ở đó các anh chị sẽ phải điền những cái con số từ 1 tới 9 vào trong một cái bàn cờ, đảm bảo rằng là nguyên cái hàng ngang đó nó phải trải dài từ 1 tới 9 chứ không có hai con số trùng nhau. Thử thách số 2 này sẽ là một thử thách mà yêu cầu đội của chúng ta sẽ cần phải đạt được sự giao thương quốc tế một cách tốt nhất. Được chúc mừng cho đội màu cam ở số 4 hoàn thành. Mỗi đội sẽ được cung cấp một cái bộ gồm có xúc xắc và cái ô để lắc. Trước hết, đội của chúng ta bàn bạc cử ra một người làm người chơi trên cái bộ này. Lưu ý, họ sẽ phải trả lời những câu hỏi cột mốc liên quan bộ quy tắc ứng xử kinh doanh COC. Sau hàng loạt những câu trả lời đi vào lòng đất, đội 10 quyết định đổi thành viên. 4 đội vượt qua cột mốc đầu tiên mà họ đã chinh phục là cột mốc gì? Xin mời! Đó là Cần Thơ! Sau khi đổi người, đội 9 và đội 10 đã tới Sài Gòn. Anh Bảy móc cờ. Cờ anh Bảy đâu? Móc Phan Thiên. Câu hỏi dành cho anh Ba, anh Bốn và anh Cả là: cho đến nay,
Sản phẩm của phân bón Cà Mau đã có mặt tại bao nhiêu quốc gia trên thế giới? A. Dưới 15 quốc gia. B. 15 đến 20. Và C. là trên 20 quốc gia. 3. 2. 1. Ghi. Thưa quý vị, phát hiện ra người có niềm tin là trên 20 quốc gia đồng nghĩa với việc đội về nhì là cái thành viên của đội số 1 xin mời cầm cờ về Nha Trang. Thông qua chương trình này em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của COC. Chứ trước đây là chưa có đọc nhưng mà không có nhớ được trong đầu. Thì qua chương trình này thì em nhớ rõ hơn và hiểu về cái ý nghĩa của từng cái hạng mục. Mình cũng mong muốn là chương trình đào tạo văn hóa kết hợp với các cái chương trình trò chơi gắn liền với đào tạo này thì nó sẽ mang lại hiệu quả hơn là thay vì đào tạo theo cái cách truyền thống từ trước đến nay. Với cái cách chia sẻ mà thông qua các cái hoạt động mà team building như vậy thì nó hướng đến cái cùng một cái mục tiêu chung và rất là thiết thực, cũng như là nó đi vô cái thông qua những cái practice, cái thực hành nó tốt từ như cái hoạt động từ đồng đội cho tới cam kết, những cái cam kết của lãnh đạo trong các hoạt động hôm nay thì giúp cho toàn công ty có chung một cái mục tiêu, nó thấu hiểu hơn sau cái buổi team building về cái bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh của công ty.